Hello, everybody, welcome to Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Goku. Ok, thì cái vấn đề server sau thì admin sẽ nói với anh em sau ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với X1 ha. Ok man, đầu vô thì chúng ta chạy nhiệm vụ tân thủ ha. Đó. Nghe đồn đâu là thế giới game của chúng ta chuẩn bị đón những con game mà siêu VIP tới đó anh em. Đó, nào là Dragon Ball, One Piece, rồi Naruto đồ rất là nhiều ha. Nào. Chưa biết ra sao nhưng mà nghe cũng thấy là khá hôm đó. Nhưng mà đầu vô thì cái này phải chạy nhiệm vụ tân thủ. Bây giờ em đến với thông tin server cái ha. Rồi tí em sẽ chạy cái này sau. Đây, Goku truyền kỳ game thẻ bài đồ họa Dragon Ball. Đánh theo lượt Open X1 10 giờ ngày 24 tháng 4 2022. Đây, Zalo, link tải game, nhóm Zalo, trang chủ, link nhập code. Đây, code thân thủ nè hả, hạn sử dụng 2 ngày gì nè. Rồi, đây, event tham gia nè, dành cho X1. Bước 1, like, share, comment cái kiểu phần quà là 5 triệu kim cương ha. Chuỗi sự kiện server mới 24 tháng 4 đến 24 tháng 9. Sự kiện like, share, nhóm. Mỗi bài viết nhận được 20 đá thiên thải cộng thiên thải cao ha. Rồi, tối đa 10 bài ha. Nâng 10 anh hùng bất kỳ lên 10 sao nhận 10.000 vé ham bảo. Nâng 1 anh hùng bất kỳ lên 15 sao nhận 1.000 đá thiên thải thường và cao. Một anh hùng 20 sao 200 đá thường và cao. 30 sao 500 đá thường và cao ha. Vượt ải vô tận tầng 900 nhận 200 đá thiên thải tinh văn thạch cộng 200 đá thiên thải tinh văn thạch thừa thạch 2 ha. Đó. Tháp thí luyện tầng 900, map cốt truyện map 399 ha. Rồi cũng sẽ nhận được 200 đá thiên thải tinh văn thạch và 200 đá thiên thải tinh văn thạch 2 ha. Rồi tham gia fanpage nhận fan cứng. Quà fan cứng 10.000 tham bảo lệnh ha, phát vào thứ bảy hàng tuần. Bài viết đạt 100 like tặng tất cả server 5 triệu kim cương ha. 200 like tặng 1 tỷ vàng. 300 like tặng 1 tỷ A-Sep anh hùng. Không giới hạn thời gian, event đua top lực chiến, top 1 10 triệu kim cương, 1 tỷ vàng, 1 tỷ A-Sep anh hùng, 30 ham bảo lệnh, 5 rương trang bị thần tự chọn, 100 rương vật liệu tự chọn, 500 thiên thải tinh văn thạch 2, top 2 10 triệu kim cương, 500 triệu vàng ha. Đó, rất là nhiều. Rồi có đua top nạp nữa ha. Top 1 400 thiên thải tinh văn thạch 1, 1 tỷ A-Sep anh hùng, 1 tỷ vàng, 20.000 tham bảo lệnh, 200 giác ngộ hạnh với 80 giác ngộ hạnh tự chọn ha. Đấy, rồi ok, bây giờ em sẽ đi làm cái nhiệm vụ tân thủ xong rồi đi lấy code lái xe cái đã ha. Ok. Rồi, nãy nhập code mà quên bấm nút quay ha. Thì cũng nhập xong rồi anh em. Vừa hết code luôn, quay lại rồi hãy. Và chúng ta được tổng là 33 phần quà ha. Ok, nhập hết, nhận hết ha. Tại vì nó nhiều lắm. Đây, chúng ta lên level ha. Rồi, gì vậy? Phẩm ngũ tinh. Gì đây, mở ra nhận thu được một thần chiến Long Quy thần càng ma giáp ha. Được 4 cái. Rồi 1 tỷ rưỡi vàng, 10 triệu kim cương hả? Tham bảo lệnh nè hả? Rồi tài liệu cái gì? Chọn phúc đại, túi chọn nguyên liệu. Rồi phù văn tinh hoa. Rồi 5 ngoại trang tự chọn hả? 10.000 mặt 5 sao. Đó, A-Sep VIP map hả? Ok là rồi trang bị 4 sao nè. Đó. Rồi 2000 tiên tri hỷ tinh nè ha.
quá trời luôn. Ok, thiên thải tinh băng thạch, thiên thải tinh băng thạch 2 đồ nữa nè. Đó, quá trời quá đất luôn. Ok la, xong thì chúng ta xóa cho nó trong bớt. Nào, bây giờ chúng ta sẽ mở đồ cái ha. Nãy quên coi là nó cho chúng ta mấy bộ ta. Thôi kệ đi, cứ mở đều một bộ đi. Chút mà có bị hư thì nó cũng có được một bộ chứ. Mở đóng cái chút mà một cái nó bị hư cái tự nhiên mặc cái áo mà không mặc cái quần cái nhìn thấy nó kỳ kỳ lắm ha. Chọn 4 món xong rồi, 3 món xong rồi cái nó thiếu cái quần cái nhìn thấy nó hơi kỳ kỳ ha. Kỳ lắm nên thôi ok, chọn về đây. Đó, sắp xong rồi. Rồi đây ta có ngoại trang tự chọn nè ha. Đó. Rồi tiên thải tinh băng thạch hai gì, thiên thải tinh băng thạch 2 có 1000 cái nè. Thiên thải tinh băng thạch 1 cũng có 1000 cái ha. Rồi tùy kỳ phù hạch lễ bao hả? Mở ra để được gì ạ? À, chết mẹ một đống rồi. Này mở ra được gì đây? Đồ trang bị tối cao à. Wow. Amazing. Wow 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 wow. Oh man. Thì không phải trang bị tối cao không? Oh oh oh. Nào nào nào. Đừng như thế chứ. Trời trời, thơm dữ vậy. Ôi ôi, ở đây chúng ta còn có gì đây? Gì tinh linh hạch gì nè. Ủa, cái này mở ra gì ta? Này chắc bét quá ta. Quay gì đâu không nè. Rồi vậy chắc nó mở bét rồi. Ờ đúng rồi, chắc là mở bét hay gì đó. Thấy Piccolo đồ nè, lòng Vize đồ nè hả? Ủa không? Trên bộ hùng. Rồi ở đây chúng ta có mảnh 5 sao hả? Ok. Nên quá mở chót lọt hết luôn. Đó. Đây, mát viếp rồi mở lên. Chúng ta tối đa được 1000 kho hả? Ok. Keo hả? Ok, hôm nay chúng ta nâng con này đi hả? Ủa mà keo nó đâu có mà chưa? Nó đâu có cái skin trong này đâu. Skin trong này là chỉ mấy con này thôi. Đầu tương đó. Ok, đi kiếm con Goku Blue hay là con Goku nào đó. Đâu rồi? Goku ở đây, một Goku, hai Goku. Thì đâu còn Goku nữa không? Đâu rồi? Chỉ còn XX4 đâu ta? Đậu phộng nó. Ủa vậy sao nó à, đây nè, con Goku phiên bản 2, phiên bản 3. Thôi đi ra lấy một mớ đi. Đậu xanh đó. Cái đầu tiên đi cái này đạt. Đó ok. Đục được 3000 mảnh hả? Ngon ngon. Nào 3000 nha anh em. Trời trời trời, thơm nha. Ok ok, bản này bây giờ quá thơm anh em ơi. Quy tới 3000 tiên tri hỷ tinh thì thôi rồi luôn. Một đống tướng và mảnh tướng đồ các kiểu hả? Nào nào nào, tới luôn tới luôn. Ok, tám mấy cái chắc đổi được 2 con không ta? Ừ, được 2 con nè. Ủa? Đậu xanh đó. Để nó một con cũng được. Đây. Dễ. Rồi ở đây chúng ta có thời trang. Mà chưa, ở đây nó không có con 2, con 3. Này là nhất nè. Đậu xanh đó. Ủa, đấy nè, cắn được rồi nè. Nào, ok man. Rồi Goku ừ, nó nằm ở dưới này là chưa mở được hả? Nè, heo đi kiếm con này nè mà tìm chưa ra. Rồi hai con này nằm ở dưới luôn, nó là con siêu tứ hả? Nó nằm ở đâu ta? Siêu tái hần hả? Tái hần nó giống với tái nạm gầu gân gì không?
Cứ tìm không ra. Cứ tìm ra thì nói làm gì nữa. Goku nè. Rồi bên này chúng ta có một con Goku nè, hai con nè, con hai và con một. Bên này là không có nè hả. Rồi bên này thì chúng ta cũng không có luôn, chỉ có con Gogeta thôi. Bên này thì chỉ có con Black thôi, vậy là chắc là nó đó. Ok, không biết nó hay không nhưng mà chắc sẽ làm đại nó 70 cái điểm rồi chúng ta vô đổi hai con kia để cắn thử coi con nào với con nào. 3 điểm này tí heo auto click là ra một đùi vậy chứ. Ngại ngùng gì vết bẩn anh em. Đây, một con. Đây, hai con. Ở đâu rồi, bọn nó đâu rồi. Đây, giấy cháo gì không biết nữa. Đó. Đó, đó lên rồi nè. Trời ơi. Ok là, đó, vậy là chắc một trong hai con đó rồi, hai con đó đó. Nào, đi kiếm nó nào, nó nằm ở bên bên này đúng không? Đây nè. Đó. Đù, skin này nhìn ngầu chưa? Đó. Quá ngầu, quá ngầu. Nào. Ok, đó, cắn một cái. Rồi bên này chúng ta cần chỉ có một con nữa, đâu rồi? Khung chat nó che bà nữa rồi. Đây 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 đây. Phiên bản này là phiên bản quyền hội gì nè. Đó, siêu chiến binh quyền hội ha. Ok. Thì ủa sao mấy trang bị thần kia chưa mặc được ta? Nãy có mấy cái trang bị thần đó anh em mà theo chưa có nhận được ăn được. Đủ, được 2 tỷ ai xếp hả? Gì kỳ vậy? Vàng được 1 tỷ rưỡi mà ai xếp được 2 tỷ. Ok. Miễn nó phi nhiều thì được rồi hả? Phi ít là buồn á. Rồi ok, link heo sẽ để dưới phần mô tả hả? Chúng ta có con game Dragon Ball Son Goku truyền kỳ hả? Đó, open S1. Thời gian 10 giờ ngày 24 tháng 4 hả? Ok, anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.